Anh Tóc ơi, chưa chưa tội trêu cháu đấy. Móc lòi mắt mình ra mắt Thằng kia sao mày móc lòi mắt gì? yêu mặt mình toàn dính nước bọt luôn á. Đánh gì đi, đấm cho gì phát sưng mắt lên, đấm luôn đây, nắm đấm đây, đấm đi, tát cho gì gái, lấy cái tay tao tát cho gì gái. Mày cứ đang đấm mày. Tìm thấy nó đái đâu. Mày giật tóc tao cái thằng cái này. Báo có trời báo. Báo thủ trong nhà. Trời ơi. Còn mì hay lắm. Hôm nay em hỏi là thế hôm nay mình bảo bố mua cái gì? Thì nó hỏi là mua ô tô. Ô tô đó. Hỏi là ô tô. Ghê ô tô ghê. Ừ. Thì năm thì em bảo là thế tí phải đặt tiền bố nhớ chưa? Nó bảo là ok. Ok. Rồi bảo là đưa tiền cho gì thế, nó đưa đúng mấy cái đồng tiền thật. Nhưng tiền đâu tiền ra? Giả. Cái tiền lấy đâu ra nó đưa. Bấn nhá. Không phải bấn. Xe này đi đằng trước được mà đi đằng sau không được. Đi đằng sau không được. Ấn được, đi đằng sau, ấn đằng sau, ấn đi đằng trước, ấn đằng trước. Đi đằng sau nhé. Đấy thấy chưa, mày cứ đây thử. Mày, bởi vì cái nền này nó không đi được con dao nữa. Nó phập phùng, nhăn nhau làm sao nó đi được. Thằng này ăn sữa của chị, ăn sữa của chị. Lại mới ra vị mới à? Vị mới gì? Bắt như mới. Vậy tao chở rạp chiếu phim. Nhà bên mình làm gì có ai bán không nhỉ? Nhà có Luyến ấy không mua ở đâu. Nhà có Luyến làm gì có bán không? Đó. Cái bên sàn thì có. Vậy thì em xin chết cho người em thương. Này mày mày ngốc à. Kệ nó, cứ động vào nó. Cái vỏ nó vào mồm nó thì sao? Kệ nó cho nó nghịch. Vậy thì oanh xin chết vì người oanh thương. Có biết bao nhiêu điều anh đang vấn vương. Dành cho anh xin hết ân tình oanh thương một đời. Đừng làm trái tim oanh đau. Vậy thì anh xin chết cho người. Vậy thì anh xin chết cho người oanh thương. Nếu anh xin chết cho anh đưa. Có biết bao nhiêu điều anh đang vẫn vừa. Dành cho anh xin hết âm tình anh thương một đời. Mình giật cái vỏ đây là sao? Chưa giật. Ôi bầu trời đến mông hoa của vòng trà làm gì từ nhớ thương từ vần.